khả năng của chúng ta ra thật là nhiều rễ và mau lớn. Đầu rễ thì ra nhiều và xanh mướt. Hai, cuộc sống thuật mình xin chào các bạn yêu hoa lan ha, đặc biệt là cái dòng lan hồ điệp. Thì như các bạn cũng biết, đối với những dòng lan hồ điệp thì lúc mà chúng ta mới trồng thì chúng ta lúc nào cũng mong muốn cho cái cây lan của chúng ta ra thật là nhiều rễ và mau lớn. Đầu rễ thì ra nhiều và xanh mướt. Thì trong kinh của mình có chia sẻ rất nhiều các biện pháp để chăm sóc những cây lan hồ điệp từ lúc mới trồng đến lúc những cây trưởng thành. Thì nếu mấy bạn thấy thích thì có thể bấm vào kinh của mình để tham khảo ha. Đây là cây hồ điệp của mình trồng được khoảng 2 tháng mấy. Hồ điệp con nha các bạn. Và khi cây đã lớn rồi, khi cây đã lớn qua phần chậu giống như cây này của mình thì các bạn luôn mong muốn là chúng sẽ ra những cái nụ hoa, đúng không các bạn? Khi cây lớn và phần chậu thì ai ai trồng lan thì cũng muốn ngắm được những cái mặt hoa, nhưng mà nhiều lúc vì một cái lý do nào đó không ngoài không mong muốn mà nó làm cho cây lan của chúng ta nó bị hói cái ngọn. Giống cây, giống như cây ở phía trên này nè, để mình lấy cho mấy bạn xem. Cái cây này của mình nó là nó đã hờn chậu rồi, nhưng mà để do bị để ngoài trời mưa mưa dầm vài ngày, để mấy bạn nhìn thấy cái bộ rễ của nó bò ra thành chậu là mấy bạn cũng biết nó đã hờn chậu trong cái quá trình mình trồng rồi ha. Nhưng mà nó vẫn bị hói cái ngọn đây bạn. Mấy bạn thấy nó hói ngọn không? Cái phần ngọn mình đã xử lý rồi nè. Thì nhằm để giúp các bạn mới tập chơi lan chưa có kinh nghiệm mà gặp phải những cái vấn đề mà hói cái lan hồ điệp của mình nó bị hói cái phần ngọn giống như của mình á, đặc biệt là những cái lan đẹp, những cái lan mà mấy bạn yêu thích mà nó bị hói cái phần ngọn thì bạn đừng nên vội bỏ đi. Hôm nay của chúng mình sẽ chia sẻ cho bạn cách là khắc phục cũng như cái cách xử lý nó cho nó đâm ra cái chồi mới rất là nhanh. Cái này là sau khoảng một tháng mấy, 2 tháng gì đó mình không nhớ rõ thì nó đã ra được cái chồi, ra được cái con mới rồi. Như bạn thấy rất là mập, do mình trồng lan ở ban công á, mình treo hướng như thế này là hướng nắng đi đưa ra ngoài á, nên nó sẽ nó nghiêng vào bên như thế này. Thì sẵn đây mình cũng xin chia sẻ luôn cái cách trồng lan mà đối với những bạn mới tập chơi lan á, trồng từ những cái lan con hoặc là những cái lan sau khi chơi hoa xong á, mà hạn chế tối đa cái vấn đề là cây lan của chúng ta bị hói ngọn. Thì như các bạn cũng biết, khi mà chúng ta trồng lan thì đa phần là trồng bằng than củi hoặc là bằng vỏ hông, thì mấy bạn sẽ chiêm thêm một ít trong rong rừng hoặc là cái xơ dừa ở trong cái giá thể để tăng cái độ ẩm, kích thích cái sự ra rễ của cây lan nhanh hơn, đúng không các bạn? Nhưng mà chiêm như thế nào, lót như thế nào, lót với cái tỷ lệ là một phần xơ dừa và bốn ba hoặc là bốn phần than củi hoặc là ba hoặc bốn phần vỏ hông. Mấy bạn đừng có lót nhiều quá, dù khi mà mấy bạn tưới hoặc là những đụng những cái cây mưa vào ban đêm, nước nó sẽ đọng trên đây, trên những cái nách lá này, và cùng lúc đó những cái giá hễ xơ dừa hoặc là và xơ dừa hoặc là dến dừng đồ nhiều quá, nó làm cho cái cầu chậu lan của chúng ta nó bị ướt nhiều, nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là bị hói rễ và hói ngọn rất là nhanh. Điển hình như hai cây lan này mình để chung một chung với hai cây lan bị hói ngọn của mình, thì mấy bạn nhìn kỹ cái chậu nè, mấy bạn mình thấy mình cũng có để vỏ dừa nhưng mà để rất là ít. Thì hiện tại thì hai cây lan này đang phát triển rất là tốt đây, em mà thấy không, cái bộ rễ phát triển cực kỳ tốt. Và hai cây này là hai cái vấn đề mà mình mắc sai lầm dẫn đến cái hiện tượng là nó bị hói ngọn đây. Thì mấy bạn nhìn thấy là mình bỏ hơi bị nhiều cái rến rừng. Cái lan này như mấy bạn cũng thấy là cái bộ rễ nó bò ra rất nhiều, chứng tỏ nó đã hờn chậu rồi nha các bạn. Hờn chậu rồi nhưng mà nó vẫn bị hối ngọn ha, nó vẫn bị hối ngọn. Và cây này vẫn vậy, cây này mình bỏ hơi bị nhiều cái vỏ dừa và đụng những cây mưa, mình đụng những cái mưa dầm á, nó dẫn đến hiện tượng hối ngọn luôn. Thì sẵn tiện mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà khắc phục những cái lan bị hối ngọn, giúp chúng phát triển lại những cái chồi non nhanh nhất.
Thì mình cũng lưu ý với bạn, khi mấy bạn mới trồng ấy thì hạn chế bỏ những cái dính dừng với cái vỏ dừa này kia ha. Nếu có bỏ thì bỏ khoảng 1/4 hoặc là 1/5 thôi, đừng có bỏ nhiều quá. Khi đó thì bỏ ít như thế thì chúng ta sẽ dễ dàng tưới nước hơn và không sợ cây lan của chúng ta nó bị thối cái phần ngọn. Thì đối với những cây lan bị thối hết phần ngọn đó thì các bạn chỉ có một cái biện pháp là cắt bỏ cái phần ngọn nó, giống như cây lan này của mình đây. Cây lan này cũng là một cây lan thuần chậu của mình rồi, nhưng mà nó bị thối phần ngọn thì mình đã cắt bỏ hết, cắt hết cái phần thối ra. Và sau khi cắt bỏ thì mà các bạn xử lý như thế nào? Mấy bạn sẽ đem vào nơi có ánh sáng nhẹ, tránh anh tránh để ngoài nơi mà bị ảnh hưởng bởi trời mưa nha các bạn. Đem vào trong đó, sau khi cắt bỏ hết phần này, chúng ta nếu có phần hút hay là keo liền sẹo gì đó thì chúng ta có thể bôi lên cái phần cái vết cắt. Còn nếu mà chúng ta không có thì chúng ta để tự nhiên thôi, không cần bôi. Nhưng mà mình lưu ý mấy bạn một điều, sau khi cắt các phần ngọn thì chúng ta sẽ không tưới nước nó khoảng 5 ngày đến 7 ngày và treo vào nơi có ánh sáng nhẹ tự nhiên, giống như mái hiên, không để ra ngoài trời mưa nha bạn. Ánh sáng nhẹ tự nhiên tới không bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa nha. Bởi vì những cơn mưa nó sẽ làm, nhiều lúc mưa bất chợt á, nó sẽ làm thối thêm cái phần rễ và làm chết cái cây của mình. Cái cây của mình này là nó đã cũng bị thối một phần cái rễ rồi nè, bà thấy nè ha. Nhưng mà mình đã đem vào trong mát và không tưới nước khoảng 7 ngày, 5 ngày đến 7 ngày. Và sau đó mấy bạn sẽ tưới. Tưới như mấy bạn tưới như thế nào? Mấy bạn tưới ngày cách ngày, một ngày bữa nay tưới ngày mai mấy bạn nghỉ. Nếu mà thời tiết có trời mưa hay gì đó, trời mưa nhưng mà nó không có nhỏ vào cái chậu lan các bạn, thì mấy bạn cũng nghỉ tiếp. Và ngày hôm sau mấy bạn tưới, đợi giữa giữa hai lần tưới cái giá thể này nè nó khô, nó gần khô hẳn hoặc là còn ẩm ướt tí xíu vẫn được, thì lúc đó mấy bạn tưới. Và đây đây mình để cho mấy bạn xem, đây là kết quả khoảng 20 ngày sau khi mình chăm sóc lại bình thường. Và mình lưu ý với bạn là trong cái giai đoạn đó, trong cái giai đoạn này thì mấy bạn sẽ không tưới bất kỳ một loại phân nào nha các bạn. Chúng ta chỉ tưới nước thôi, 2 ngày hoặc là 3 ngày chúng ta tưới một lần. Và sau khi xử lý cái này thì bạn ngưng tưới nước 7 ngày và sau đó hai ngày tưới một lần hoặc là 3 ngày tưới một lần. Và đây đây là cái kết quả nè, để mình lấy cái đèn mình dọi cho bạn xem. Đây cái đèn này nó chá quá, đây mấy bạn thấy không, ngay chỗ đầu ngón tay mình đây các bạn, một cái chồi non đã xuất hiện đúng không? Đây các bạn thấy gần như là cái phần gốc của nó đã bị khô hoàn toàn rồi, nhưng mà nó vẫn đâm ra được một cái chồi mới đây nếu chúng ta chăm sóc đúng cách. Và những cái phần rễ bị thối như thế này thì nó không thối thêm nữa. Khi mà chúng ta để nó khô hạn trong vòng 5 ngày đến 7 ngày thì những cái rễ bị thối này tự nhiên nó sẽ khô lại và nó không sẽ không gây thối thêm cho cái phần rễ của chúng ta, rễ cây lan của chúng ta ha. Và đây là cái cây lan mà mình đã áp dụng được khoảng 20 ngày, thì như các bạn có thấy chồi non nó đã xuất hiện rồi nè. Đây nè các bạn. Và cái cây này là cái cây trước đó mình đã xử lý y chang như giống như cái phương pháp pháp đó, tức là 5 ngày sau khi cắt cái phần ngọn này và không tưới nước, và sau đó tưới nước ngày cách ngày hoặc là càng ngày cách 2 ngày tưới một lần. Thì như các bạn thấy chồi non nó đã đâm lên lại rất là tốt, và sau khi nó đã lú lên là được khoảng 1 đến 2 cm, những có những chiếc lá nhỏ như thế này rồi thì mấy bạn có thể bón phân lại được. Nhưng mà mình lưu ý mấy bạn là bón phân nhạt, pha thật trà lỏng. Mấy bạn muốn bón cũng được mà không bón vẫn được ha. Và tốt nhất thì mình cũng khuyên mấy bạn là đừng nên bón, tại vì khi mà cây nó mới lú ra được khoảng 1 cm á thì nó cũng chưa cần chất dinh dưỡng nhiều đâu. Khi mà nó lú dài dài ra cỡ này rồi thì bạn hãy bón phân. Bón phân như thế nào? Bón phân có nhiều có những loại phân có nhiều đạm, đạm giúp cho cây lan của chúng ta hấp thu và tăng tăng sự phát triển. Cùng với lúc đó là chúng ta sẽ pha thêm B1 ha, vitamin B1 để giúp cây lan chúng ta tăng cái khả năng trao đổi cũng như hấp thu cái chất dinh dưỡng mà chúng ta bón cho cây lan của mình.
Thì cô sống thật mình cũng xin chia sẻ tí xíu kinh nghiệm cái cách mà khắc phục những cái lan hồ điệp bị hói phần ngọn để chúng phục hồi lại một cách tự nhiên nhất và nhanh nhất có thể. Thì chia sẻ tí xíu kinh nghiệm vậy thôi. Còn mấy bạn mà nếu mấy bạn chơi lan lâu năm có kinh nghiệm hay hơn, cách nào phục hồi những cái lan bị hói phần ngọn nhanh hơn thì bạn hãy comment bên dưới video để chia sẻ kinh nghiệm cho mình cũng như mấy bạn mới tập chơi lan khác ha. Thì cô sống thật mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn có những chậu lan thật đẹp và luôn xanh tốt, đặc biệt là không bị hói phần ngọn giống như hai cây lan của mình. Chào tạm biệt các bạn ha.